Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Một cơn bão mạnh đã quét qua thủ đô Moscow của Nga hôm 20 tháng 6, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương và làm hư hại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Erdogan Novosti đưa tin một người đàn ông đã thiệt mạng do cây đổ ở phía bắc thành phố và một trường hợp thiệt mạng khác. 18 người khác, bao gồm 4 trẻ em bị thương khi mưa như chút nước và gió lớn quét qua. Theo ước tính sơ bộ, 700 cây bị đốn hạ và 300 ô tô bị hư hại. Thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin đã ban hành cảnh báo thời tiết, cho biết lốc xoáy có thể xuất hiện trong thành phố và khu vực xung quanh. Những trận mưa lớn ở Moscow và vùng Moscow lân cận đều kèm theo gió giật mạnh. Các cảnh quay cho thấy cây bật gốc nằm rải rác khắp thành phố. Nhiều video do cư dân từ các tầng trên của các tòa nhà chung cư quay lại đã ghi lại được cảnh thời tiết khắc nghiệt gây ra sự tàn phá. Trong các cảnh quay được công bố trực tuyến, có thể thấy lốc xoáy ở vùng Moscow, bao gồm các thị trấn Istra và Lopnia. Nhiều video cho thấy một số phần mái nhà hay bất kỳ thứ gì không được cố định xuống đất đều bị thổi bay xe đẩy, xe tay ga và thậm chí cả nhà vệ sinh ngoài trời. Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, mọi người đã bị gió giật mạnh hất văng. Một tấm kim loại bị gió thổi bay ở phía đông bắc thủ đô đã bay vào một xe điện khiến hai người bị thương. Sở Giao thông Vận tải Moscow cho biết, Yevgeny Tiskovets, một chuyên gia hàng đầu tại trung tâm thời tiết Forbes, cho biết trận mưa rào hôm thứ Năm ở Moscow đã vượt quá một phần ba lượng mưa trung bình hàng tháng. Ngày 19 tháng 6, Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt, hạn hán khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây đã ban hành thông báo về việc nâng ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 3 lên cấp 2. Hệ thống ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt của Trung Quốc có 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Quyết định trên được đưa ra sau khi địa phương này hứng chịu mưa lớn liên tục thời gian qua, khiến 50 trạm quan trắc thủy văn trên 32 con sông tại đây vượt mức cảnh báo từ 0,01 đến 3,78 m tính đến 8 giờ cùng ngày. Trung tâm thủy văn Quảng Tây đã phải nâng cảnh báo lũ lên màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai chỉ sau cảnh báo đỏ. Tính đến 5 giờ chiều ngày 19 tháng 6, mực nước ở Quế Lâm, Quảng Tây đã lên tới 148,55 m, vượt đỉnh lũ cao nhất năm 1998, trở thành trận lũ lớn nhất tấn công thành phố này trong vòng 26 năm qua. Quế Lâm đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1, tức là mức cao nhất Cùng ngày, Trung Quốc đã phải khẩn trương phân bổ 30.000 kiện vật tư của Trung ương để hỗ trợ Quảng Tây cứu trợ thiên tai. Không chỉ Quảng Tây, tỉnh Quảng Đông, miền nam nước này cũng đang gồng mình chống lũ. Lưu vực Châu Giang, con sông lớn nhất trải qua tỉnh này, đã xuất hiện số trận lũ nhiều nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu đánh số các trận lũ lớn vào năm 1998. Từ đầu mùa lũ đến nay, Châu Giang đã xuất hiện tổng cộng 9 trận lũ lớn được đánh số. Giữa đợt nắng nóng lịch sử ở Philippines, hiếm có nơi nào ngột ngạt như tại các nhà tù luôn trong tình trạng chật trội tại đất nước này. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng 50 độ C ở nhiều khu vực của Philippines vào tháng trước, các nhà tù đã báo cáo hàng nghìn trường hợp tù nhân bị phát ban và bệnh ngoài da. Chính quyền nước này đã tìm cách giảm bớt tình trạng chật trội tại các nhà tù sau chiến dịch chống ma túy mạnh tay kéo dài 6 năm do cựu Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chính sách Tội phạm và Tư pháp có trụ sở tại London, các trại giam của Philippines có số lượng tù nhân nhiều thứ tư trên thế giới. Tại thành phố Muntinlupa, phía nam Manila, gần 900 tù nhân bị dồn vào một cơ sở có 7 phòng giam, được xây dựng chỉ cho 41 người. Thậm chí, Tòa án tối cao Philippines gần đây đã yêu cầu các thẩm phán đến kiểm tra hệ thống nhà tù nhằm đánh giá tác động của tình trạng nắng nóng tới điều kiện giam giữ tù nhân. Tại nhà tù thành phố Manila, hàng trăm tù nhân chen chúc nhau trong những nơi có bóng dâm hoặc tập trung ngoài trời để tránh cái nóng ngột ngạt của buồng giam. Theo Cục Quản lý Nhà tù và Hình phạt, dưới thời Tổng thống Duterte, số lượng nhà tù ở Philippines đã tăng tới 600%. Các nhóm giám sát cho rằng điều này đã giảm bớt đôi chút dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhưng vẫn chưa đủ. Nắng nóng cực độ tại Philippines trong năm nay buộc chính quyền các địa phương ở Philippines phải đóng cửa trường học và gây tình trạng mất điện ở một số khu vực. Cục Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết nhiều khu vực ở nước này sẽ trải qua mức nhiệt độ nguy hiểm do El Nino và mùa khô vẫn tiếp tục ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng, địa lý và thiên văn vật lý Philippines, Pagasa cảnh báo chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm là 57 độ C. Lễ hành hương hát kéo dài nhiều ngày với các hoạt động chủ yếu tổ chức ngoài trời, trong khi nhiều người hành hương tuổi cao và ốm yếu các số liệu từ các nước có người tham gia hành hương cho thấy hơn 900 người đã tử vong trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại lễ hành hương năm nay, trong khi hàng ngàn người được thông báo mất tích. Thành phố Mecca đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 51,8 độ C trong ngày 17 tháng 6. Các nghi thức truyền thống tại lễ hát, trong đó có việc leo lên núi Arafat, đang ngày càng trở nên nguy hiểm đối với sức khỏe của người hành hương trong điều kiện khí hậu hiện nay. Một báo cáo cho biết số người mất tích tại lễ hành hương năm nay đã lên tới mức đáng báo động nhiều thân nhân của những người mất tích đang nỗ lực tìm kiếm tại các bệnh viện và cả trên mạng xã hội. Theo báo cáo, một số người hành hương không có đăng ký và giấy phép thích hợp nên không tiếp cận được các cơ sở vật chất thiết yếu, khiến họ dễ bị tổn thương hơn trong thời tiết nắng nóng cực đoan. Ả Rập Xê Út đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như tạo ra các khu vực có bóng dâm, các điểm cấp nước cũng như nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe. Theo tờ India Today, Cục Khí tượng Ấn Độ IMD cho biết, thủ đô Delhi đã ghi nhận nhiệt độ ban ngày vào ngày 18 tháng 6 lên tới 51 độ C. Nhiệt độ tối đa trung bình duy trì ở mức khoảng 45 độ C, cao hơn 6 độ C so với nhiệt độ bình thường trong tháng 6. Mức nhiệt ban ngày đặc biệt cao khiến không khí ban đêm vẫn oi bức, ngột ngạt, đẩy người dân vào tình cảnh bức bối khó chịu liên tục trong thời gian dài. Ngoài Delhi, mức nhiệt tăng vọt trên 46 độ C còn được ghi nhận trên khắp miền Bắc, bao gồm cả ở Uttarakhand, Bihar và Jharkhand. Tại Bihar, 22 người đã chết do nắng nóng và độ ẩm khắc nghiệt trong 24 giờ. Đợt nắng nóng dữ dội đã khiến IMD phải đưa ra mức cảnh báo đỏ cho những khu vực trên, mức cảnh báo nhiệt độ cao nhất gây ra rủi ro cho sức khỏe con người. Một người dân cao tuổi chia sẻ: "Tôi đã sống tại Delhi cả một đời, trải qua nhiều mùa hè, nhưng năm nay 15 phút đi bộ ngoài đường thực sự là ám ảnh. Đã 10 giờ tối nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn là 41 độ C trong khi nắng nóng cả ngày. Trong khi đó, một tài khoản mạng xã hội X có tên Luke Worm cho biết vào thời điểm 6 giờ 30 phút sáng, mặc dù đã trải qua một đêm, song nước máy nhà cô vẫn còn nóng bỏng. Tài khoản này viết, ngay cả điều hòa cũng không hiệu quả, tủ lạnh thì không mát được. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm tôi chứng kiến đợt nóng khủng khiếp như vậy ở Delhi. Nhiều người dân cũng than phiền về việc bật điều hòa cũng như không. Khi nhiệt độ bên ngoài vẫn là 45 độ C vào 9 giờ tối. Trước nắng nóng cực điểm, nhu cầu điện cao điểm của Delhi vào chiều 18 tháng 6 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay của thành phố. Theo các quan chức, tải làm mát do việc sử dụng điều hòa không khí và các thiết bị làm mát khác tăng lên trong bối cảnh nắng nóng không ngừng đã khiến nhu cầu điện tăng kỷ lục. Nhiệt độ cực hạn không chỉ gây khó chịu mà còn gây lo ngại về sức khỏe của người dân và đẩy cơ sở hạ tầng y tế của thành phố đến bờ vực sụp đổ. Các bệnh viện ở Delhi tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân gặp các triệu chứng đột quỵ do sốc nhiệt và kiệt sức khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Các bác sĩ khuyến cáo người già, trẻ em và bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch tránh ra ngoài trong thời điểm nắng nóng. Các quan chức IMD cho biết nhiệt độ trung bình tăng cao và nhiệt độ ban đêm không hạ làm trầm trọng thêm tác động của đợt nắng nóng chết người này. Nhiệt độ cao vào ban đêm được đánh giá là một trong những tác nhân nguy hiểm Đối với tính mạng của con người, vì cơ thể không có cơ hội giảm nhiệt. Nhiệt độ ban đêm tăng phổ biến ở các thành phố do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Trong đó, các khu vực đô thị nóng hơn đáng kể so với khu vực xung quanh. Nhà bảo vệ môi trường Sunita Narain nhận định với hãng thông tấn PTI, thật sự rất đáng quan ngại. Nhiệt độ ban đêm ở các thành phố không giảm. Mọi người không có cơ hội phục hồi. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều ca tử vong vào ban đêm hơn ban ngày. Bởi vì thông thường nhiệt độ tối thiểu sẽ giảm và bạn sẽ có thể hồi phục để quay lại làm việc vào ngày hôm sau hiện tại chúng ta không thể làm được điều đó